Thưa quý vị, từ đầu tháng 10 năm nay, Công an thành phố Đà Nẵng bắt đầu ra quân tổng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với tất cả loại hình chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở tập thể, căn hộ cho thuê. Qua kiểm tra rà soát, đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn thành phố đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và gây khó khăn trong công tác cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra nhà ở kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn phường Tân Chính và phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, tổ liên ngành vẫn phát hiện những lỗi như xây dựng và đưa vào sử dụng sai công năng theo hồ sơ đăng ký và giấy phép cơ quan chức năng cấp. Có cơ sở chưa lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo quy định. Bên trong mỗi phòng trọ đều sử dụng nguồn nhiệt, tuy nhiên trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa được đầu tư đúng mức. Lối ra thoát nạn không đảm bảo về yêu cầu và số lượng. Tại thời điểm kiểm tra, ở một số cơ sở lối thoát nạn chỉ được xây dựng tạm bợ. Khẩn cấp bây giờ là chú mỗi tầng, chú bố trí cái lối thoát nạn khẩn cấp cho những người thuê trọ trên tầng này. Ví dụ có sự cố, người ta không thể thoát được bên này thì người ta có thể xuống bên này. Thời gian tới, cái gì làm nhanh là phải làm trước, làm để mà đảm bảo tính mạng con người và phòng cháy chữa cháy cho đảm bảo. Cái cầu thang đó là cũng có ý định rồi, chứ không phải là không. Nhưng mà trước mắt cái tiền nợ nó không còn, cho nên là tạm thời như vậy thôi. Ngoài ra, đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ còn tồn tại nhiều hạn chế, như chưa có giải pháp ngăn cháy, khói tại khu vực để xe của khách thuê trọ ở tầng 1 với các tầng trên và cầu thang bộ bằng tường vách màng ngăn cháy. Có một số chưa khắc phục thì công an có nhắc nhở là bố trí lại một số vấn đề ảnh hưởng tới cái khói xe gì đó rồi đảm bảo an toàn cho mấy người căn hộ ở đây. Riêng trên địa bàn quận Thanh Khê có 1.906 chung cư, căn hộ, nhà trọ cho thuê. Phần lớn các cơ sở này đều nằm sâu trong kiệt hẻm, xe chữa cháy khó tiếp cận, một độ dân cư dày đặc. Hơn nữa, người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy, hầu hết là người lớn tuổi, chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra sự cố, khả năng xử lý tình huống rất hạn chế. Tầng 1 của các căn hộ này thì dùng để xe máy, mà khi xảy ra cháy thì rất là nguy hiểm cho những người sống bên trên. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều lỗi. Thứ nhất là cái cầu thang thoát nạn. Hiện nay cầu thang thoát nạn ở tất cả cơ sở này thì cầu thang hở, không phải là buồng thông kính. Cái thứ hai là cái chủ cơ sở thì thường xuyên là không có ở tại cái địa điểm trọ cho thuê nguyên căn, và nếu có thì cũng là những người lớn tuổi, cho nên cái việc mà xử lý chữa cháy ban đầu trong cái trường hợp là phát hiện cháy ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Loại nhà ở kết hợp cho thuê trọ đang tiềm ẩn rất nhiều mối lo ngại về nguy cơ xảy ra cháy. Qua kiểm tra, tổ liên ngành đã đưa ra giải pháp hướng dẫn cơ sở thực hiện và bắt buộc khắc phục ngay trước ngày 6 tháng 10. Trong thời gian chờ khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy.